Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá mít Thái hôm nay, ngày 30 tháng 3 năm 2023. Mình chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều niềm vui, thành công và may mắn trong cuộc sống. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây là những thông tin cập nhật về giá mít Thái hôm nay. Thưa quý bà con, giá mít Thái hôm nay ngày 30 tháng 3, giá mít Thái vẫn neo ở mức cao, giá cây giống mít Thái cũng tăng cao ở các địa phương. Cập nhật giá mít Thái hôm nay 30 tháng 3 tại đồng bằng sông Cửu Long cho thấy giá mít chưa có gì thay đổi so với hôm qua. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp giá mít Thái đi ngang sau đà giảm nhẹ. Giá cây giống mít Thái tăng liên tục. Cập nhật giá mít Thái hôm nay tại tỉnh Tiền Giang cho thấy giá mít chưa có gì thay đổi so với hôm qua. Hôm nay cũng là ngày thứ 3 liên tiếp giá mít Thái đi ngang sau đà giảm nhẹ. Một số thương lái ở tỉnh Tiền Giang cho hay do giá mít đi ngang nên dễ thu mua hơn những lúc giá mít tăng giảm thất thường. Trong vài ngày tới, giá mít Thái có thể vẫn bằng ở mức hiện tại. Theo đó, đa số các vựa báo giá mua mít Thái cụ thể như sau: mít nhất 41.000 đồng trên kg, mít nhì từ 31.000 đồng trên kg, mít kem lớn 33.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 22.000 đồng trên kg, mít kem loại 3 là 18.000 đồng kg, mít kem rất lớn 25.000 đồng trên kg, mít kem rất nhỏ 15.000 đồng trên kg. Còn các thương lái vào vườn và thông tin mua mít nhất với giá 39.000 đồng trên kg, mít nhì từ 29.000 đồng trên kg, mít kem lớn 31.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 20.000 đồng trên kg, mít kem loại 3 là 16.000 đồng trên kg, mít kem rất lớn 23.000 đồng trên kg, mít kem rất nhỏ 13.000 đồng trên kg. Tùy vào từng thương lái và tùy vào từng khu vực thu mua, giá mít Thái Tiền Giang có thể chênh lệch khoảng 1.000 đồng trên kg. Giá mít Thái hôm nay, tại các tỉnh thành khác, vùng đồng bằng sông Cửu Long, người dân bán mít lời từ 4.000 tới 30.000 đồng trên kg. Một số vựa mít tại các địa phương như Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng và một số địa phương khác ở đồng bằng sông Cửu Long thông tin, giá mít Thái đang đi ngang và có thể tiếp tục đi ngang trong vài ngày tới. Với mức giá hiện tại, người dân bán mít Thái có thể đạt lợi nhuận từ 4.000 đồng trên kg, tùy vào việc bán được loại mít nào. Các vựa tại những địa phương trên báo giá như sau: mít nhất với giá 40.000 đồng trên kg, mít nhì từ 30.000 đồng trên kg, mít kem lớn 32.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 21.000 đồng trên kg, mít kem loại 3 là 17.000 đồng trên kg, mít kem rất lớn 24.000 đồng trên kg, mít kem rất nhỏ 14.000 đồng trên kg. Còn giá thu mua tại vườn thấp hơn 2.000 đồng trên kg so với giá mua tại vựa. Cụ thể, giá mít nhất 38.000 đồng trên kg, mít nhì 28.000 đồng trên kg, mít kem lớn 30.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 19.000 đồng trên kg, mít kem loại 3 là 15.000 đồng trên kg, mít kem rất lớn 22.000 đồng trên kg, mít kem rất nhỏ 12.000 đồng trên kg. Thưa các bạn, giá cây giống mít Thái tăng liên tục trong những ngày qua. Theo tìm hiểu, hiện nay, giá cây giống mít Thái tăng liên tục. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do giá trạng này, là do giá trái mít Thái đang ở mức cao, thay vì ở mức 25.000 đồng trên cây. Như vài tháng trước, giá cây giống mít Thái được bán tại các cơ sở sản xuất cây giống đã tăng thêm khoảng 5.000 đồng trên cây. Có thể, có cơ sở bán với giá thấp hơn tùy vào gốc cây giống to hay nhỏ và chi phí vận chuyển xa hay gần. Mặc dù giá cây giống mít Thái tăng liên tục, nhưng thị trường tiêu thụ mạnh do nhu cầu trồng mới của người dân nhiều. Một số cơ sở sản xuất cây giống ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cho hay, ngoài giá trái mít tăng, nhu cầu tiêu thụ cây giống mít Thái tăng trong thời gian gần đây là do tình trạng chết cây nhiều, người dân phải mua cây giống để trồng rậm. Hiện thị trường mua bán cây giống mít Thái đã trở nên sôi động. Các cơ sở chuyên sản xuất cây giống ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre luôn chuẩn bị sẵn số lượng cây giống để đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá mít Thái sáng nay. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và thành công trong mọi việc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.